Hiện tại bây giờ những người Việt ở xứ sở kangaroo đang tập trung ở tại cái cổ thành ACC. Cái cổ thành này coi như người ta xây dựng vào thế kỷ thứ 14, và đây là cái nhà thờ ở nơi đây. Đó, nhà thờ ở đây thì còn những kiến trúc ở đây hầu hết là coi như toàn là cổ kính không, bà con. Chúng ta xây coi như cái thời gian đó rất là lâu rồi, và cái nét độc đáo của họ nó tới bao nhiêu năm trời rồi đó mà nó vẫn còn tồn tại. Đó là cái đặc sắc rất là hay của cái thời cổ Roma La Mã đó, bà con. Còn cái nhà này là cái nhà gì mình cũng không biết nữa, nhưng mà người ta gắn với giống như một cái thanh sắt á, chấm chấm ở trên đây để mục đích làm cái gì mình cũng không biết nữa. Đó, không biết để mục đích là làm gì. Chắc có lẽ thời xưa người ta nhiều khi đi tắm nước nóng quá đó, rồi người ta đi bắt đầu bị ngứa lưng, người ta đang làm mấy cái này để gãi lưng sao cũng không biết nha. Rồi bắt đầu mình đi tiếp nè, theo đoàn đi tiếp. Đây hả? Nhà ông Thánh Francisco trước ở đây, bà con. Rồi bây giờ người ta sửa trở thành ngôi thánh đường này. And the father of Saint Francis was very rich. He was a merchant of textiles and fabrics. Bố mẹ của ngài rất là giàu, buôn bán vải vóc. But when Saint Francis was 24 years old, he had an argument with the father. Cái này chắc cha mẹ. Cha mẹ sao nè? Ở đây cái hầm gì không biết nữa. Ồ, đây là cái giếng vậy, bà con. Cái giếng nước nè. Mà bây giờ người ta để coi nó cỏ nó mọc, hoa mọc lên. Cho nên là không có người nối dõi tông đường.
Okay, so after you take the picture, we go on to the next church of Blessed Carmel. Huh? À, coi như vậy Thánh Francisco ngầu quá bà con hả? Ngầu quá đi. Văn hóa mình ngầu quá. Dạ. Coi từ giàu có mà muốn trở thành nghèo khó. Coi như cái giàu mà nghèo thì là một cái cách, mà còn cái cách mà coi như cự là ông già, bất hiếu đó, nói thật là bất hiếu đó. Bất hiếu đó. À, mấy cái hồ xưa người ta làm nó nhỏ mà con ạ, hầu hết là coi như xây cất theo kiểu này nè, cái thời xa xưa đó.